Ngày 11 tháng 1, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức chương trình Xuân Đùm Bọc Tết Đoàn Viên năm 2023. Đây là một sự kiện văn hóa lễ hội mang tính thường niên nhằm giới thiệu, bảo tồn phong tục gói bánh chưng của người Việt vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc. 8 năm qua, chương trình thiện nguyện Xuân Đùm Bọc Tết Đoàn Viên đã thành hoạt động truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về của thầy và trò Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã được xã hội ghi nhận. Có hơn 800 triệu đồng được các giảng viên, sinh viên nhà trường và các nhà hảo tâm ủng hộ cho chương trình Xuân Đùm Bọc Tết Đoàn Viên. Cùng với đó, hơn 8.000 chiếc bánh chưng, hơn 5.000 suất ăn bệnh lý, hơn 3.000 kg gạo và nhiều quà tặng khác được gửi đến bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của đất nước, của dân tộc tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Nội thông qua chương trình này. Có truyền thống của dân tộc Việt Nam ta, và khi hoạt động có 1.000 chiếc bánh chưng được các đoàn viên thanh niên trong trường cũng như là các thầy cô giáo trong trường chung tay gói nên những chiếc bánh chưng như thế này thì nó lại mang một đặc biệt quan trọng và mong muốn là mang đến Tết nhiều niềm vui hơn cho những người hoàn cảnh khó khăn. Thông qua hoạt động này, chúng tôi cũng mong muốn là tăng cái sự gắn kết giữa các bạn sinh viên và các bạn đoàn viên thanh niên của trường Kinh doanh Công nghệ. Ngoài ra cũng là để phát huy cái truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dịp Tết đến xuân về của người dân Việt Nam. Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chương trình Xuân Đùm Bọc Tết Đoàn Viên được thực hiện với mong ước được chia sẻ khó khăn, mang tình yêu, chút ấm áp của mùa xuân đến những mảnh đời thiếu may mắn.